Mẹ tôi toàn kiểu. Mẹ ơi, đồ ăn thừa con bỏ đi nhá. Vứt ra vứt thế nào, mày điên rồi, mày điên rồi. Mày đưa đây. Mời bố trẻ ra kia ngồi chơi chơi nữa là mời bố ngồi dự như đấy. Không được cái việc gì cả, nhờ một tí tiệc mà bà lùi không. Mày sướng quá, mày đừng mơ hả mày, hả? Ăn đồ ăn thừa phải cất đi, mai còn ăn tiếp. Bỏ đi nó phải tội ra, mày hiểu chưa? Đằng nào mai mẹ chẳng vứt. Mày thấy tao vứt, mày cứ tặng thẳng vào mặt tao ấy. Ngày hôm sau. Anh Long lớn ơi, em tới đây để nói lời từ biệt. Chắc là em sẽ nhớ anh lắm đấy. Mày định từ biệt đi đâu? Đi với ai? Đi với em chứ còn đi với ai nữa. Chúng em đi siêu bà Ba Hồ để tìm niềm vui. Chứ ở nhà văn cách nhiều chán lắm. À, chúng mày giỏi nhờ. Đi phiêu bạc đi nhá. Phiêu bạc đến đầu phố gặp mấy chú công an rồi lên phường phiêu bạc tiếp nhá. Đang giãn cách đi đâu? Chứ anh bảo bây giờ ở nhà chán lắm, chẳng tìm được niềm vui. Thôi nói anh yêu nằm về. Và em đi với anh ạ. Ừ, khoan. Để anh cho hai đứa một ít đồ ăn. Đi đường cho nó mạnh giỏi nhá. Đây là kẹo thạch giòn dai MH, gồm 5 hương vị: xoài này, táo này, dứa này, khoai môn và dâu. Giòn giòn sật sật, thơm nước mũi và hương vị ngọt ngào. Ngon mất người. Wow, ngon thật sự. Anh Long lớn có nhiều cái không hả? Anh có hàng một thùng cơ, chẳng biết bao giờ ăn mới hết. Ui nhiều quá này, nhiều thế. Thế hai đứa chưa bỏ nhà ra đi à? Và anh Long lớn đi đi nữa. Em ở lại với anh Long lớn. Chỉ vì nó gặp phải bỏ nè. Vì nó rất ngon. Em ăn em nè. Cần ăn thì em cần. Kiệu thạch giòn dai MH ngon ngon nhở. Cho em xin miếng. Long bé ơi, ra ăn quà chiều đi em. Mày tên là Long Chun chứ không phải là Long Long lận đận. Đố anh biết, còn thiếu một thứ là thứ gì? Thiếu cái gì là thiếu cái gì? Đợi em tí, còn thiếu một bảo bối, em đi lấy liền. Trời ơi, hết rồi. Thank you.
Đáng thương quá, công nhận tình cảm gia đình anh em không gì là đánh đổi được. Nếu là anh ấy, em sẽ đổi luôn, đổi gì em cũng đổi hết. Tao sống với mày có đến nỗi nào mà mày lại ăn nói như thế hả? Anh em nhà người ta trong phim Hàn ấy, nấu tteokbokki cho nhau ăn, ngon lành bao nhiêu. Anh thì nào là cơm rang bóng đêm, cá kho nhọ nồi, thịt rán đêm khuya, thế là nản. Mày khinh tao không nấu ăn được chứ gì. Anh mà nấu tteokbokki được ngon như người ta ấy, là em gọi anh bằng bố luôn. Không, bằng ông, thậm chí bằng cụ luôn ấy. Mày nhớ mồm nhá, khách nhà giàu hút tương à. Xem đây, cứ chờ đấy, chuẩn bị gọi bằng ông đi. Đây là tteokbokki được nhập khẩu độc quyền từ Hàn Quốc. Mày thấy bánh gạo nào mà đáng yêu thế này chưa? Đáng yêu y như anh trai mày vậy. Chế biến đơn giản, ai cũng nấu được, không cần khéo tay với ba vị thơm ngon. Nào là vị cay ngọt này, vị phô mai này và vị dầu mè cực ngon. Ngon như bên Hàn luôn nhỏ. Nhìn anh ngốc nghếch mà tìm ra những món thú vị phết ấy. Chuyện ông trời không cho tao đôi tay thì cũng phải cho tao một bộ não thông minh để biết đường mua những thứ vừa ngon vừa dễ nấu về nấu chứ. Gọi tao bằng bố, à không, bằng ông, bằng cụ, nhanh lên. Bố nhà ông, lạy cụ. Xin chúc mừng các sinh viên của trường điện ảnh New York University. Thôi thôi thôi, mày im đi. Sao mặt anh như chuẩn thối thế? Rớt tối gì? Thế mà hôm qua thi diện, tao sẽ trở thành siêu anh hùng mới của Marvel. Thì tao tự tin mình diễn xuất tốt mà. Tốt như củ cà rốt, tốt mà rớt à? Chuyện là em đã sẵn sàng đối diện với thử thách của thầy cô. Xin mời thầy cô ạ. Hi, how confident are you with your acting ability? I am very happy because today is very nice. Oh, I am speaking English, baby. So to be admitted to the school, you must speak English. You know? Not good. So speak Vietnamese Bali. I watched your video. I think it's so good, but your English is so poor. I refuse to accept you. Sorry. Thank you. Today is good and very happy. Happy? Alright, bye bye. See you again. Thế là đuổi tao ra, miễn phí luôn tiền gửi xe. Thế là họ cũng thích anh, nhưng mà tại anh tốt tiếng Anh quá, mấy câu sơ đẳng thế mà cũng không biết. Thì nghe là thi trường điện ảnh tưởng là mỗi diễn xuất thôi, ai biết là cũng phải nói tiếng Anh đâu. Thế là tao mất một cơ hội lớn ở trong cuộc đời, một khoảnh khắc đắt giá. Tin ngay, thua keo này tao bày keo khác, năm sau thi lại. Mày cứ làm như học tiếng Anh dễ lắm ấy. Dễ ổn, nếu anh nghe em học tiếng Anh trên áp em xa ấy, thì anh đã không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời rồi. Thật thế á? Thế là ước mơ có thể trở thành sự thật á? Bắt đầu ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào trong tương lai. Cố mà học đi, đừng để thành nghiệp chướng gia đình, thành gánh nặng của xã hội, thành tội đồ của tòa án. International.